gồm bốn đôi tám vị giác cảnh lệ phẩm tạo tâm tế phẩm kinh tế là phương tiện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những vọng nguyện sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc đã tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh vân giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành và sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Hạnh. Dẫn nhập cho pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chiến tranh và hòa bình là hai đề tài tương phản, được nói nhiều và xảy ra nhiều trong xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại. Không phải ngày hôm nay chúng ta mới thường xuyên phải bận tâm về vấn đề này, mà từ xưa rất xa xưa, ngay thời Phật còn tại thế cũng vậy. Bài kinh ngày hôm nay kể lại một cái sự kiện xảy ra khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Đó là vua Ajatasattu và Sa Thế gây chiến với vua Vasenadi. Và bài kinh này thì thật ra có là một sự nhập một của hai bài kinh. Bài kinh đầu gọi là kinh chiến trận 1, hai bài sau là chiến trận 2. Bài đầu nói về chuyện vua Vasenadi bị đánh bại bởi vua Sa Thế Ajatasattu. Bài 2 nói về cái cục diện ngược lại. Quý vị Phật tử sẽ được nghe Thượng tọa Từ Quyền giảng giải về ý nghĩa của bài kinh này. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một đoạn. Đoạn này thật ra đó là chúng tôi không có đề cập đến. Nhưng mà mặc dù là một chi tiết bên lề, nhưng mà trong cái văn phong của Pali thì hãy nhắc đi nhắc lại. Ở đây có cái chữ gọi là Vedihibutta. Dạ, Vedihibutta là con của bà Vedihi, mà trong tiếng Việt gọi là con bà Vedihi. Bà Vedihi tức là em của vua Ba Tư Nặc. Và cha của vua Ba Tư Nặc, tức là vua Mahakosala, trước kia đã gả Vedihi cho vua Bình Sa Vương, và bà là mẹ của vua Sa Thế, sinh là vua Sa Thế. Ở trong sớ giải thì có một cái ghi chú mà chúng tôi không dịch phần ghi chú đó. Ở đây chúng tôi nói, nếu quý vị nào có đọc tình cờ đọc bản trong bản sớ giải, nói rằng sở dĩ gọi là Vedihibutta là chữ Vedihi có nghĩa là người hiểu biết, hay là bậc thiện trí. Vedihibutta là con của người hiểu biết, thì thật ra điều này chúng tôi không, chúng tôi mất hết hơn nửa tiếng đồng hồ để tra lại thì điều đó thật sự không có. Mặc dù đến từ bản sớ giải nha, ở đây đến từ bản sớ giải,
Thật ra Vedihi là tên của một cái vương quốc. Và cái vương quốc này là một cái tên vương quốc cổ ấn. Và Vedihi, tức là hoàng hậu Vedihi, là có người mẹ xuất thân từ đó. Thành ra bà mang cái tên, bà mang cái dòng tộc như vậy. Và về sau này đó, thì bà lấy vua Bình Sa Vương và thường được gọi cái tên, cái tên mà ở tại Ấn Độ thứ vị như là ngài Xá Lợi Phất á, thì Sariputta có nghĩa thường dịch là Xá Lợi Tử, tức là con bà Sari, thì Vedihiputta là con bà Vedihi, đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là con của người thiện trí. Mặc dù ở trong sứ giải ghi như vậy, chúng tôi phải nói thêm, để vì nào đọc sứ giải nói tại sao đoạn á, chúng tôi không có dịch, không có dịch. Bây giờ thì mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho kinh văn, và sau đó chúng ta cung thỉnh Thư Tòa Tư Quyền vì giảng sư hôm nay gửi đến đây chúng ý nghĩa của bài kinh này. Kinh văn tại Sawatthi. Bây giờ vua Acharasattu, còn bà Quý Đề Hí xứ Manh Gatha huy động 4 binh chủng tiến đánh Ca Sĩ, gây chiến với vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá. Con xin sám hối, con xin đọc phần dẫn nhập. Thắng bại hơn thua là chuyện muôn thuở của loài người. Những kẻ xâm lăng luôn nghĩ tới chiến thắng, ít khi bận lòng đến hậu quả. Ai gây ra đau thương, hận thù, khó sống trong an ổn mãi mãi. Điểm mấu chốt là sống với tâm thức vượt ngoài hơn thua. Chiến thắng thì gây thù, chiến bại thì khổ đau. Dù trên phương diện tâm lý hay nghiệp báo, thì sự tranh chấp luôn tạo nên nhiều hệ lụy. Không phải con người không biết được hệ lụy của chiến tranh, nhưng bản chất hơn thua khiến nhất thời nông nổi mù quáng. Kinh văn tại Sawatthi. Bấy giờ vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha, huy động 4 binh chủng tiến đánh Ca Sĩ, gây chiến với vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá. Vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá được báo cáo: vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha, huy động 4 binh chủng tiến đánh Ca Sĩ. Vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá liền điều động 4 binh chủng dàn trận ở Ca Sĩ chống lại vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha. Rồi vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha, giao chiến với vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá. Trong trận đánh, vua Acharasattu thắng vua Pasenadi, bị chiến bại, vua Pasenadi lui về kinh đô Sawatthi. Bây giờ có một số tỳ kheo và bụi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sawatthi, khất thực ở Sawatthi xong. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, chư vị đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha, huy động 4 binh chủng tiến đánh Ca Sĩ, gây chiến với vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá. Vua Pasenadi xứ Cô Xá Lá được báo cáo: vua Acharasattu, con bà Quý Đề Hí xứ Magatha, huy động 4 binh chủng tiến đánh Ca Sĩ. Vua Pasenadi liền điều động 4 binh chủng dàn trận ở Ca Sĩ chống lại vua Acharasattu. Rồi vua Acharasattu xứ
Magadha chạm trán với vua Pasenadi Sư Kosala. Trong cuộc chiến, vua Ajatasattu đánh thắng vua Pasenadi bị chiến bại. Vua Pasenadi lui về kinh đô Sawatthi. Này các tỷ kheo, vua Ajatasattu con bà, quý đê hí nước. Magadha có bạn ác, thân cận bạn ác, có đồng sự là người ác. Dạ này các tỷ kheo, vua Pasenadi nước Kosala có bạn lành, thân cận bạn lành, đồng sự là người hiền thiện. Dạ này tỷ kheo, hôm nay vua Pasenadi xứ Kosala nhất thời trải một đêm đau khổ của người bại trận. Chiến thắng sanh hận thù, chiến bại ngủ bất an, người sống không hơn thua, giấc ngủ được thanh thản. Bây giờ vua Ajatasattu, con bà quý đê hí xứ Magadha huy động 4 minh chủng tiến đánh ca sĩ gây chiến với vua Pasenadi xứ Kosala. Vua Pasenadi xứ Kosala được báo cáo, vua Ajatasattu, con bà quý đê hí xứ Magadha huy động 4 minh chủng tiến đánh ca sĩ. Vua Pasenadi nước Kosala liền điều động 4 binh chủng dàn trận ở ca sĩ chống lại vua Ajatasattu con bà quý đê hí xứ Magadha. Rồi vua Ajatasattu con bà quý đê hí xứ Magadha giao chiến với vua Pasenadi xứ Kosala. Trong trận đánh, vua Pasenadi thắng và bắt sống vua Ajatasattu. Lúc ấy, vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ, tuy Ajatasattu có ý hại ta trong lúc ta không có ý gây thương tổn, dù sao vua ấy là cháu của ta nên không giết hại, chỉ tịch thu toàn bộ tượng binh, mã binh, sa binh, bộ binh. Rồi vua Pasenadi chỉ tịch thu toàn bộ tượng binh, mã binh, sa binh, bộ binh và tha mạng cho vua Ajatasattu. Bây giờ có một số tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sawatthi khất thực. Đi khất thực ở Sawatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, chư vị đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vua Ajatasattu, con bà quý đê hí xứ Magadha, huy động 4 binh chủng tiến đánh ca sĩ gây chiến với vua Pasenadi xứ Kosala. Vua Pasenadi xứ Kosala được báo cáo, vua Ajatasattu, con bà quý đê hí xứ Magadha, huy động 4 binh chủng tiến đánh ca sĩ. Vua Pasenadi liền điều động 4 binh chủng dàn trận ở ca sĩ chống lại vua Ajatasattu. Rồi vua Ajatasattu, con bà quý đê hí xứ Magadha, giao chiến với vua Pasenadi xứ Kosala. Trong trận đánh, vua Pasenadi thắng và bắt sống vua Ajatasattu. Lúc ấy, vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ, tuy Ajatasattu khí hại ta trong lúc ta không có ý gây thương tổn, dù sao vua ấy là cháu của ta nên không giết hại, chỉ tịch thu toàn bộ tượng binh, mã binh, sa binh, bộ binh. Rồi vua Pasenadi chỉ tịch thu toàn bộ tượng binh, mã binh, sa binh, bộ binh và tha mạng cho vua Ajatasattu. Rồi Thế Tôn tự ý nghĩa về sự việc này, ngay trong lúc ấy nói lên kệ ngôn: Người làm chuyện chiếm đoạt, mong đạt được mục đích, khi bị chiếm đoạt lại, kẻ cướp lại chiếm đoạt. Kẻ ngu thấy được lợi, khi ác nghiệp chưa trổ, khi ác nghiệp trổ quả, kẻ ngu chịu thống khổ. Giết người bị người giết,
thắng người bị đánh bại, gây tổn hại bị hại, mắng người bị mắng lại, khi nghiệp báo hiển bày, kẻ cướp bị chiếm phạt. Thích Văn. Trái Văn quê răng Pasawati, chiến thắng sanh hận thù, đúc khăn xê tí, bát ra tí, trí tô. Chiến bại ngủ bất an, Upasanto xuất khăn, xê tí, người hiền ngủ thanh thản, hít toa. Trái giáp bát ra, trá giá, trá danh tí, từ bỏ chuyện hơn thua. Quý lưng, bát tê quá bú đi xô, người làm chuyện chiếm đoạt. Gia quát sắp, úp bất cấp bát tí, cho tới khi đạt được mục đích. Giá đa chanh mê, quý lưng phanh tí, nhưng khi bị người khác đánh chiếm. Xô, quý lút tô, quý lút tát tí, kẻ chiếm đoạt bị chiếm đoạt. Tha nhanh, hí manh nhá tí ba lô, kẻ ngu nghĩ rằng mình chiếm hữu được. Gia quá ba tăng, nắp bách chá tí, khi hành động ác chưa trổ quả. Giá đa bách chá tí ba tăng, khi hành trổ quả, khi ác hành trổ quả. Hành ta lá phát tí hành ta răng, giết hại tạo ra đối thủ giết hại. Chê ta răng lắp tê trá dăng, chiến thắng tạo ra đối thủ chinh phục. Ác cô sắc cô chá ác cô săn, gây tổn hại tạo ra đối thủ gây hại. Rô xê ta răng chá rô sắc cô, mắng nhiếc tạo ra đối thủ nguyền rủa. Athat cam quý vách tề ná, khi nghiệp báo hiển bày. So quý lút tô quý lút tát tì tí, kẻ cướp đoạt bị chiếm đoạt. Thích Nghĩa. Vua Acha Tassatu là con vua Bim Bí Xá Rá Cần Bà Sa và hoàng hậu Quý Đê Hí. Quý Đê Hí gọi vua Pasenadi Ba Tư Nặc bằng cậu. Thị trấn Kasi là một nơi trụ phú, giống được vua Maha Kosala, cha của vua Pasenadi, tặng cho vua Bim Bí Xá Rá làm của hồi môn khi gả công chúa Quý Đê Hí. Sau này vua Pasenadi lấy lại vì vua Acha Tassatu giết phụ hoàng của mình. Theo sớ giải thì khi Đức Phật dạy, vua Acha Tassatu con bà Quý Đê Hí nước Magatha có bạn ác, thân cận bạn ác, có đồng sự là người ác, và người này các tỷ kheo. Vua Pasenadi nước Kosala có bạn lành, thân cận bạn lành, có đồng sự là người hiền thiện. Vì vua Acha Tassatu kết thân với người xấu như Devadatta. Trong lúc vua Pasenadi thường đi lui tới các bậc thiện trí như tôn giả Sariputta, chữ Achatan được hiểu Achewa là cách nói đặc biệt giấy nghĩa riêng hôm nay, hàm ý là sự việc sớm sẽ có chuyển biến. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy nội dung bài kinh vừa đọc. Kính thỉnh, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Kha. Vậy giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian.
Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivadami Svakkhato Phakkavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkavato Savakkasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh theo cầu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nên cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác. À, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Tên Hoàng Phật Bình, tiểu thuyết, nguyên bộ tiểu thuyết rất là dài. Nếu ai học về văn học phương Tây đó, chúng ta sẽ biết. Thì quả thật không phải ngày hôm nay mà chúng ta mong mọi cái sự an lành, mọi cái sự yên ổn, chứ quả thật thì cái điều này Đức Phật đã dạy từ xa xưa. Sở dĩ nghe nói từ xa xưa bởi vì những con người đó là muôn thở, quả thật đúng như là muôn thở của loài người. Thế mà cứ không bao giờ vừa lòng với cái giang sơn của mình, như chúng ta thấy như các vị vua mà ở trong cái giá xá đã suy nghĩ như vậy đó. Vua chúa thì cũng muốn của biên cương bờ cõi cũng nói, tốt thật là lớn, thật là lớn. Thì từ ngàn xưa người ta cuộc chiến đau khổ cho người đến cho mình, mình đem đau thương xâm lăng tới người khác, mình không nghĩ tới ai, nhưng mà thật chính người ta đau khổ, gây ra đau khổ và người ta sống không có tốt đẹp thì chính mình cũng chẳng có tốt đẹp gì. Mà ở đây đúng vậy, như cái lời dẫn của Thượng Tọa Đẳng, chiến thắng thì gây hận thù, mà chiến bại thì khổ đau. Dù như thế nào thì cả hai cũng đều đau khổ. Mình để lại, quả thật vậy, luôn luôn để lại nhiều cái sự hệ lụy đau đớn cho kiếp con người. Và đúng vậy, con người có một cái sự nông nổi, có một cái sự chấp ngã, chấp ta. Chính nhà chúng ta thấy bao nhiêu cái đau khổ xuất hiện trên cuộc đời này. Rồi thì từ thời cổ cho tới thời trung cổ, cho tới thời cận đại, tới thời hiện đại, cho tới ngày hôm nay cũng như thế. Chúng ta thấy từ ở coi như trên trời, ở trên bộ cho tới cả dưới nước, biển khơi, coi như lúc nào cũng sẵn sàng có chiến tranh xảy ra với kiếp con người. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Và có thể nói một cách căn bản hơn, thì nó nhẹ nhàng hơn, thì những con người sống với nhau, đó là chiến tranh đạn dược lớn lao rồi. Còn quả thật những con người chúng ta tu tập nè, những con người chúng ta hiện sống nè, tuy là không có vũ khí đạn dược, nhưng có binh khí miệng lưỡi, có cái tâm tư ác, thì chúng ta với những hành động lớn nhỏ, với lời nói, với hành động, hay là với sự suy nghĩ gì, thì tất cả ở đó cũng sẽ là một hệ lụy rất là đau khổ, rất là lớn lao để lại cho người. Thì cái duyên khởi chúng ta biết là chỉ có một chuyện, tức là khi mà vua Ajatasattu, tức là vua Asatthế đó, giết vua Bình Sinh, tức là giết cha thôi. Thì vua Ba Tư Nặc, tức là vua Ba Sinh Na Đí cùng với vua Bình Sa Vương, xem như là hai người có như kết thông với nhau. Và Ajatasattu này là cháu của Ba Sinh Na Đí, phải kêu bằng cậu, đúng như vậy đó. Thì khi mà lấy cái xem như là lấy em của vua Bình Sa Vương, tức là bà hoàng hậu Quê Đề Hí Simangatha đó, thì vua Vasenadi xem như là cắt cho một cái mảnh đất, nó như là một cái cổ hồi môn đó. Thì đó là cái xứ Kashi. Xứ Kashi thì là một xứ nó phù
nó phồn thịnh, tốt đẹp. Chỉ có một nguyên nhân đó, mà khi mà biết được Ajatasattu đã giết cha như vậy, thấy người này không được, vua Ba Tư Nặc kéo quân đến để đánh chiếm. Và quả thật thì khi mà nghinh chiến, khi mà kéo đến chiếm lấy lại cái Kashi, thì Ajatasattu đã nghinh chiến lại và chiến thắng. Thì thừa thắng xông lên, thì vua Asathế đánh tiếp luôn vào Savatthi, nhưng điều mà lúc này thì vua Ba Tư Nặc đã đánh lại và đã chiến thắng và đã bắt vua Asathế. Và lúc đó nó nghĩ thôi, đây cũng là con cháu của mình, thôi coi như là vua chỉ tịch thu những cái dụng cụ của cuộc chiến mà không giết chết. Thì câu chuyện này nó cứ được đi được được các thầy tỳ kheo nghe và thuật lại cho Phật nghe, và thế là Phật, chúng ta thấy Phật ngày nổi lên, ngâm lên cái câu kệ: người mà làm chuyện chiếm đoạt mong đạt được mục đích, khi bị chiếm đoạt lại đó, kẻ cướp lại chiếm đoạt, kẻ ngu thấy được lợi, khi ác nghiệp chưa trổ, khi ác nghiệp trổ quả thì không có chịu khổ được. Và giết người thì người bị người giết, thắng người thì bị người đánh lại thôi, gây tổn hại bị hại, người mắng bị mắng lại, cái nghiệp báo hiển bài, kẻ cướp bị chiếm đoạt. Thì kính thưa quý vị, quả thật ở trong cuộc đời này, từ những cái chuyện lớn lao nhất cho tới những cái chuyện mà nhỏ nhất, nếu chúng ta thấy cũng chính do tâm của con người mình. Nông nổi hay tâm con người chấp ngã chấp thủ thôi, chứ sự thật ra là khi hờn quán trách, rồi con người mình do cái lòng tham, do cái sự tình nó xảy ra thôi. Mà chúng ta biết bao nhiêu cuộc xâm lăng chiến tranh, biết bao nhiêu là sự tan thương cho kiếp con người, cho nhân loại. Rồi bờ cõi mình rộng khắp như vậy, nhưng nhuốm đầy máu. Cho nên chúng ta thấy ngay cả đất nước Việt Nam cũng vậy, thì bờ cõi cũng bằng máu xương. Và cứ mạnh được yếu thua ở trên cuộc đời này nó như thế. Người chiến hôm nay chiến thắng thì phải có chiến bại thôi. Cái câu mà thường người ta dạy khôn đó, ai chiến thắng mà không bao giờ chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Gọi là anh hùng thì phải là từng thua mới là anh hùng. Khi mà đứng trên cái khải hoàn thì mình tự cho rằng mình hay, chứ sự thật mình biết bao nhiêu lần mà thất bại, biết bao nhiêu lần mà đau khổ, biết bao nhiêu lần mà mệt mỏi. Ở đây Đức Phật này dạy là chúng ta có cái sự từ bỏ lại chỗ đó. Chúng tôi rất là cũng như là nếu như chúng ta chiếm đoạt với người mà hồi nãy đó, chúng tôi đang nói đó, thì coi chừng người ta cũng chiếm lại mình. Mình đâu có nghĩ tới cái chuyện đó, mình nghĩ chỉ một chiều. Luôn luôn mình cho rằng mình thắng chắc là chưa chắc đâu. Trong cuộc đời này, những cái phương án chiến lược, những cái sự suy tính, những cái cuộc đời mà chúng ta, tất cả nó phải do cái duyên, cái nghiệp mới được. Và nó do cái phước mới được. Và cũng cuối cùng đấy, chúng ta thấy như cái chuyện bình thường của cuộc đời mà thôi. Cái sự tranh chấp, cái sự hơn thua thì cũng chẳng có được cái gì mà tốt đẹp. Và thật nếu như mình suy nghĩ kỹ á, nếu mình hơn người ta, mình được tranh hơn tranh thua với người ta, rồi nếu như mà mình được á, mà người ta khổ á, nó sanh thù oán. Lấy cái như là người ta, chúng ta chiến thắng thì sanh thù hận thôi. Mà từ cái chỗ sanh thù hận này
Quả thật như vậy, chúng ta đi đứng cũng không có được bình thường. Và chúng ta ngủ cũng không được ngon, ngủ cũng ngủ yên, nó sợ kẻ thù nó hại mình. Đúng như vậy đó. Ngủ bất an, chiến bại ngủ không. Bởi vì mình thua trận, hay hoặc là mình thua người, thì mình cũng bực bội nữa. Trong học tập, trong việc làm, tất cả mọi thứ, hỡi mà nó có hơn thua, thì có một sự so sánh, có một sự tranh giành, thì tất cả hai đều mệt mỏi và đau khổ ở trong cuộc đời này. Chúng ta biết là hơn nhau gì cái gì, sắc diện hơn nhau về cái gì, hơn nhau về cái tài sản tiền của, hơn nhau về thế lực, hơn nhau về sức khỏe, vân vân. Tất cả mọi thứ đều có một sự so sánh. Mà như vậy thì chúng ta rất là, mà tự nhiên mình thấy mình thua thì mình tìm cách mình phải làm hơn. Mà làm hơn như vậy, thí dụ như người nghèo thì họ muốn gì? Họ đâu có muốn chấp nhận cái nghèo của họ, mà muốn giàu có thì phải lường gạt, phải gây cái sự đau khổ, phải lừa lọc đầu này, phải gạt gẫm cái đầu kia, và cuối cùng sự thật ra mà nói thì cũng chẳng có được cái gì. Những điều mà do cái tâm con người mình nó si mê lầm lạc như vậy. Rồi đến một lúc đó, chúng ta có được tất cả, rồi cuối cùng chúng ta cũng chết. Chứ kết quả cuối cùng của chúng ta là cái gì? Đó chính là chiếc quan tài thôi. Mình đi theo mình là chiếc quan tài. Rồi chiếc quan tài nó chỉ tiễn ta tới đài quả táng. Rồi nếu chôn xuống mồ thì nằm dưới, thì tài sản mình là chiếc quan tài đó. Chứ có cái gì? Thì ba một số đồ đạc gì đem theo nằm trong đó thì cũng yên đó. Nếu mà cây gỗ thì rồi nó cũng sẽ mục. Đồ đạc bỏ trong đó rồi nó cũng sẽ mục luôn. Rồi còn nếu như mà cho tiền, cho bạc, cho dòng gì thì cũng nằm yên đó. Hay hoặc là nó bị ăn trộm, nó đào thêm nó, thì tất cả những chuyện gì chúng ta không có đem theo cái gì hết. Nhưng được, họ có người biết không? Biết như vậy. Nhưng sao? Cái sự chấp ngã của chính mình, họ không bao giờ biết im lặng hết trơn. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, ôm ấp á, thì không bao giờ nguôi. Mà không ôm ấp thì nó sẽ tự nguôi. Ở đây chúng ta thấy chẳng Thế tôi thì quyền khoan khỉ không biết là trong room không còn nghe được nữa. Không biết thì tôi thì quyền có nghe được không? Nếu mà thường tôi thì quyền nghe được xin thì tôi khoan khỉ không biết trở lại. Thưa quý vị, khoan khỉ chờ đợi ở trong giây lát. Có lẽ là thưa tôi thưa quyền đang gặp trục trặc ở đây thưa quý vị, nhưng trong lúc chờ đợi thưa tôi thưa quyền trở vào đó thì chúng tôi muốn đề cập đến một điều mà điều này đó vốn
Dạ, Thượng tọa Thượng Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Thượng Quyền nghe được, xin Thượng tọa Hoan Hỷ cầm mic trở lại. Nếu Thượng tọa Thượng Quyền nghe được. Dạ, dạ, kính kính, dạ, kính thỉnh Thượng tọa Thượng Quyền tiếp tục cho. Dạ, quý vị đã nghe được chưa? Dạ, quý vị đã nghe rõ rồi chưa? Dạ, cảm ơn. Dạ, xin sám hối Đức Chư Tăng và cáo lỗi quý vị, bởi vì xài trong cái những cái cell phone, cho nên vì vậy khi mà điện tới cái rớt. Cái này thì dạ thì chẳng qua chúng ta những cái lời hồi nãy chúng tôi đọc cái câu phố cú, tức là nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp á thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp đau khổ sẽ tự nguôi. Chúng ta thường đâu có chấp nhận được một cái việc, tức là chúng ta chịu thua đâu, hay chúng ta cảm thấy người ta chiến thắng mình ở trên lời nói, người ta hơn thua mình chỗ này chỗ nọ, mình cảm thấy bị bực bội, bị khó chịu, bị đau khổ, mà càng suy nghĩ như vậy chừng nào nhiều thì chúng ta thấy đau khổ nó chồng chất. Nó sự thật là như vậy. Những cái tích truyện mà chúng ta nhớ mà thiếu phụ với một cái con dạ xoa đó, thì quan gia kiếp kiếp đời đời hận thù diệt hận thù, nó cứ thù dai như thế này thế kia. Đầu tiên thì chỉ là vợ lớn vợ nhỏ thôi, gọi là vợ lớn coi như bỏ thuốc, coi như là phá thai nhiều lần người vợ nhỏ, và cuối cùng thì bắt đầu cả hai người đều chết, chỉ một người bắt đầu sanh thành cứ như là con mèo con gà và giết chết nhau, rồi sanh nhiều đời nhiều kiếp y như là mèo chuột với nhau, rồi sinh làm cuối cùng sinh làm con vật dạ xoa, và nó trực chờ nó trả thù, nó cướp của một cái người con, và cuối cùng đi đến Đức Phật. Thì Đức Phật cũng nói là đối với cái từ bi thì mới diệt được cái hận thù thôi, chứ hận thù thì không được, mà cứ chiến tranh hoài thì không thể nào mà có hòa bình được. Không có hòa bình thì làm sao mà có thái bình được, chuyện này không bao giờ có. Và ở đó chính là do đâu? Do tâm tư của con người. Dạ đúng như vậy, do tâm tư của con người. Có một sự hiểu sai, có một sự cố chấp, có một cái sự tham vọng quá nhiều, mới gây những cái can oa đau khổ cho cuộc đời. Chứ sự thật ra mà nói, cuộc đời nó vẫn diễn tiến như thế. Cuộc đời vẫn diễn tiến bình thường, vẫn diễn tiến coi như là nó đi qua cái chuyện vui này, cái chuyện vui này, cái chuyện khổ đau này, cái chuyện khổ đau kia. Nhưng phải nói rằng là chính mọi con người đều đã để lại cái sự khổ đau cho chính từng cái cá thể của chính mình. Chứ quả thật thì ai là người hại ta đây? Chính mình thôi. Mình cảm thấy bị đau khổ, mà từ cái đau khổ này thì chúng ta biết bao nhiêu cứ chiến thắng là sinh hận thù, mà chiến bại thì khổ đau. Người mà đối với cái người trí tuệ đó thì bị ấy biết dừng lại, biết không hơn thua, và ở trong cái sự tu tập một cách khác là chúng ta biết làm, đó chính là chúng ta biết tham nhẫn, chúng ta biết suy quán về cái nghiệp quả của chính mình. Thì quả chăng đó chính là chúng ta hòa bình, tức là chúng ta chịu đựng để vượt qua cái thảm cảnh này. Chứ nếu như mà cứ chiến tranh, cứ hòa bình, cũng như vua Ba Xê Na Đí, nếu như không tha thứ cho A Xà Thế, thì thế là con của A Xà Thế lớn lên cũng sẽ giết lại nữa. Theo cả những người theo cứ như là vua A Xà Thế thì cũng sẽ thế nào cũng giết lại, cứ như là vua Ba Tư Nặc. Nếu như vua Ba Tư Nặc chết thì những người sau đó cũng sẽ bị giết chết hết. Đó là cái sự thật. Và chúng ta thấy ở trong kinh, ở trong cái đoạn này Đức Phật nào dạy đó, đây là một chuyện đó, tức là tại sao mà được như vậy? Bởi vì vua Ba Tư Nặc thân với ngài Xá Lợi Phất, được cái bậc trí tuệ, cho nên còn hiểu lý, biết rằng
Asatthế muốn giết mình, nhưng mình không giết Asatthế. Bởi nghĩ tới cái tình, bởi nghĩ tới cái hòa bình, nghĩ tới cái chấm dứt cái khổ đau. Quả thật, trong con người người ta thua mà không thua, người ta thắng mà đó mới là cái thắng tốt đẹp nhất. Như chúng ta biết, chúng ta hơn người khác bằng một cái áp đảo, bằng một cái lời nói hay cái hành động. Người ta có thể đủ khả năng người ta đánh lại mình, trả đũa lại mình. Nhưng người ấy vì nghĩ tới cái gì? Không gây thù chuốc oán, luôn một bước trời cao đất rộng, luôn một bước được một thước an lành. Đó là một sự tu tập, đó là một cái sự nhường nhịn. Để làm gì? Để cho bình yên. Cái sự nhường nhịn đó để được bình yên. Bình yên cho chính và cho tha nhân, đúng như vậy. Đây là một điều mà hết sức là quan trọng khi chúng ta lãnh những trách nhiệm, hay khi chúng ta có những cái trách nhiệm về phận sự mà được điều hành lớn đó. ở trong cuộc đời này, chúng ta phải biết vì một cái hy sinh, một cái chuyện lớn, hy sinh gì một cái tổ chức, vì một cái tập thể, vì một cái chuyện lớn hơn là chúng ta phải cự nự. Nội chỉ trong cái việc bình thường thôi, trong cái việc mà việc làm thôi, mà ngay cả việc làm đó là việc làm Phật sự đó. Nhưng nếu mà chúng ta chấp ngã thì chúng ta cảm thấy bực bội, hay là chúng ta bị người ta trách, ta mắng, xin lỗi, người ta trách mình chút xíu, cảm thấy bị tự ái, thì cái điều đây cũng là một sự chiến tranh đó quý vị. Đó là một sự chiến tranh ở trong lòng mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ hãy tha thứ cho họ một chút xíu, tại sao như vậy, nhiều cái bội họ nói như vậy. Khi họ đang có cái chuyện gì, chuyện buồn, hay đang có chuyện rắc rối gì đó, thì cái lời nói, cái hành động họ nó không phải như vậy, thì chúng ta phải có một sự suy quán đến, biết cho đến cho họ, có một cái sự tha thứ cho họ. Cũng như là vua Vasenadi tha thứ cho vua Asatthế, bởi vì biết rằng Asatthế muốn giết chết mình, nhưng thôi, Asatthế cũng là những người con, những người cháu của mình, thôi cũng là một sự tha thứ để không gây cái ân oán. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng những cái lần mà người ta tốt đẹp với mình, vui vẻ với mình, thì mình suy nghĩ đến cái điều tốt. Bởi vì một cái người thiểu trí đó, 99 lần thi ân chúng ta không nhớ, một lần mà chúng ta người ta làm mình không vừa lòng, chúng ta oan trái, chúng ta độ, chúng ta xô đẩy hết tất cả những cái ân nghĩa mà trước kia, bây giờ gặp tình huống này, hay là người ta cho mình nhiều cái lợi lộc, đến khi mình mất lợi đối với người này một chút xíu, mình sinh thù oán, thì quả thật tâm tư của những người đó nó hèn hạ, và nó ti tiện, và nó đê tiện. Bất cứ về cuộc đời, hay là về cái tâm tình, tâm tư tình cảm, hay là cái sự giao thoa sinh hoạt của cuộc đời, nó đều phải có một chứa đựng một cái chữ tình ở trong đó. Ở trong đó chính chúng ta hiểu biết, nghĩ những cái điều nó nhiều hơn, nó tốt hơn, nó rộng hơn. Và chúng ta biết suy quán được cái chuyện nguy hiểm, cái chuyện tai hại nó như thế này, nguy hiểm như thế kia. Khi chúng ta có một cái duy lý, chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, thì môn Phật nó là một sự tốt đẹp. Nó còn có chút xíu gì đó gọi là hòa bình. Rồi nó mang tới một cái sự, tức là cái sự vô hận. Nó không có một cái bực bội. Nó như hồi nãy đó, chẳng qua đó chính là cái gì, cái chấp ngã của chính mình mà thôi. Cứ như xuống bớt đi. Chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá cho nó không, thì mọi việc nó đơn giản. Và kính thưa quý vị, không ai mà gọi là mình hay ho. Ở đời người ta nói câu cũng hay, núi này cao còn núi khác cao hơn. Người ta hay, người ta giỏi thì thôi kệ, mình nhịn đi, mình im lặng đi, rồi người khác sẽ hơn họ để cho họ biết. Thì khi chúng ta có một sự suy nghĩ đó cũng là một giá trị tích cực, để làm gì? Để cái sự kham nhẫn đó, để chúng ta vượt qua. Và rồi đúng như vậy đó, rất là hay, cháu là
chúng ta được ăn ngon ngủ yên. Đó, mà trong kinh văn Phật Ngài cũng đã nói vậy đó. Mà nếu như chúng ta không có bị quan cái thì chúng ta đi đứng ăn uống ngủ nghỉ gì chúng ta sợ, không có sợ. Chứ còn mình cao sang quá, mình mưu sâu kế độc quá, lúc nào mình cũng hoài nghi, mà như Tào Tháo vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng người ta hại mình, bởi vì gây quá nhiều cái sự oán hờn, gây cái quá nhiều là cái sự đau khổ cho người. Quá nhiều lần chiến thắng, quá nhiều lần thất bại, lẽ ra mà phải suy nghĩ buông bỏ, nhưng ta cũng vẫn nuôi một cái mộng, tức là tiếp tục chiến đấu. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta khởi lên sanh cái nghi ngờ. Mà như vậy thì quả thật ăn không ngon, ngủ không yên. Cái cả người đang trị bệnh cứu mình mà như là Hoa Đà đó, mà còn bị Tào Tháo nghi ngờ nữa, thì chúng ta biết cái người mà cứu mình, có thể cứu mình sống, cứu mình không có bị chết, thì khi bệnh hoạn vân vân, những điều mà chúng ta cũng phủi bỏ tất cả. Bởi vì đúng như đó chính là người ngu. Mà khi họ cho rằng họ không có thấy được cái nguy hiểm, cái kết quả. Cho nên quả thật thì được ăn ngon, được ngủ yên, được sống mà nó thanh thản, được tự do, đây là một vấn đề mà có đó, tự chúng ta phải tự tạo ra cho mình một cái sự tốt đẹp thôi, chứ không có ai mà giúp cho mình, không ai giúp cho mình được một cái sự tốt đẹp đó. Mình thắng người ta, đã thắng người ta rồi mà còn coi như là chọc quê hay thắng người ta rồi, mà chúng ta còn tự chọc quê hay thắng người ta rồi mà tự mãn, tự đại, tự cao, thì nó gây một cái sự hận thù. Cái điều mà chúng ta nói đó, đó cái điều mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chúng ta suy nghĩ như vậy cũng là một điều sai. Đối với cái người quân tử thì người không trả thù, gọi là người quân tử hay là người trí tuệ thì không có chuyện trả thù, mà đó là một sự tha thứ. Từ đó trước đúng vậy đó, cũng như là cái chuyện tha thứ, buông bỏ hay từ bỏ, không có mang trong mình một cái chuyện hơn thua nữa. Và như vậy chúng ta thấy sống nó không có bệnh hoạn, sống không có lo âu, sống không có sợ sệt. Chứ người nhiều cái sự lo âu, nhiều cái sự sợ sệt thì chắc chắn rằng trong cuộc đời này mình không có thể nào mà thảnh thơi được, không thể nào mà nhẹ nhàng được, không thể nào mà an ổn được. Bởi vì mình cảm thấy luôn luôn bị đe dọa, mình cảm thấy luôn luôn bị người khác hại mình, do chính mình chứ ai. Sự thật ra, bởi vì mình tạo quá nhiều cái điều ác, cho nên trong lòng mình, cứ như mình đêm mình phải sợ ma, hay là ngủ sợ ma một mình vậy đó. Sợ cái gì? Chúng ta gọi là có tịch, mình rụt rịch, mình sợ. Thì cái sợ đây á, thì chính là một điều mà cái tâm tư của mình nó không bình thường. Những đời của người mới đâu có suy nghĩ như vậy. Nhiều khi á, mình cứ tranh hơn tranh thua, chính vì không có tu tập, chính vì không có tham nhẫn, chính vì không có tránh né, chính vì không có phòng hộ, cho nên chúng ta luôn luôn cứ bị cái điều đau khổ nó mang tới, cứ bị một cái điều gì đó mà nó xảy ra, và chúng ta ôm một cái niềm hận thù, chúng ta ôm một cái niềm bực bội, ôm nhiều cái điều mà tức tối đó. Và rồi có cần thiết như vậy, đâu có cần thiết đến như vậy. Nhưng quả thật chúng ta nói là một chuyện, nhưng cái đó phải có một cái sự tu, quý vị. Thí dụ như bây giờ Phật cần phải có một sự tu tập, đó chính là tu tập về từ tâm. Mong rằng tâm mình cứ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với từ tâm, làm với từ tâm, suy nghĩ với từ tâm, không nói không làm với sân tâm. Cái đó phải tập thôi, chứ không phải tự động mà tu cái là mình chứng được cái đó. Hay hoặc là mình nghĩ bây giờ tại sao mình tu bao nhiêu năm mà mình chấp ngã. Đó là một điều, thí dụ như bây giờ người ta xúc phạm mình, hay người ta thiếu một trách nhiệm, thiếu một bổn phận gì đó, mà nó mình tu cao hay không,
được hay không, đó chính là một sự buông bỏ nó nhẹ nhàng sớm chừng nào thì người ấy cao cả chừng đó. Khi thấy những cái nghịch cảnh với chính mình và với người mà mình biết vượt qua, thế khi mình bị thất bại, mình biết đứng dậy. Khi mình cảm thấy mình có hơn người mà mình không có tự mãn, mình không có ngã mạn, mình không có sự so sánh, mình tập cái điều đó mà phải biết thương người khác hơn, biết chia sẻ cho người khác hơn. Cái điều đó phải do cái tâm mình dạy, cái tâm của mình, chứ không thể nói một ngày một chuyện mà chúng ta nói là được đâu. Và cứ tập nhiều khi nó thôi bây giờ không được, mình cũng như mình xin lỗi đi. Thực ra cái lời xin lỗi nó dễ, vì việc rất khó, chứ không phải dễ dàng đâu. Khi mình xin lỗi, khi mình có lỗi mà mình biết xin lỗi, hay mình phát hiện ra lỗi và mình biết coi như là biết xưng cái tội mình, biết xưng cái tâm, cái lòng của mình thì mới được. Chứ nếu như chúng ta không có hiểu biết được cái điều đó thì chúng ta không bao giờ biết nhận lỗi hết. Mà khi chúng ta không biết nhận lỗi thì tự chúng ta đã gây nên một cái đó, thì nó gây nên cái hận thù. Một con người mà biết cái lỗi lầm của mình, một con người mà biết được cái điều thiếu sót của mình, đây cũng là một điều mà rất là tốt đẹp. Hay là chúng ta biết chúng ta không có tánh hơn thua thì chúng ta sẽ xin lỗi được. Mà ở đó quý vị biết là ở trong cái tinh thần tu tập á, nó dạy một cái điều mà cũng như là mình biết tội mà biết xưng cái tội mình ra, biết cái lỗi mà mình trình bày cái lỗi ra để cầu, để mong người khác chỉ mình. Mình sẽ cố gắng mình học tập, cũng như là những cái lần Bồ Tát, những cái lời Bồ Tát của chư Tăng đó, như là những cái lời yêu cầu người ta chỉ lỗi cho mình, yêu cầu người ta chỉ cái thiếu sót của mình, yêu cầu người ta chỉ vị tôn giả hiền giả do thấy do nghe do nghi gì đó, những lỗi lầm của tôi xin hãy nói ra, tôi sẽ ghi nhận và thu thúc về sau, xin trân trọng cái sự chỉ bày, cái chỉ lỗi này. Thì cái tinh thần và thật tâm như vậy, chứ không phải là cái lời nói đó, mà khi mà mình chỉ là cái sám hối bình thường, nhưng điều rồi khi người ta đề đạt ý kiến mình một chuyện gì, ý kiến mình một chuyện nọ, nhất là người nhỏ đề đạt lên cái chuyện cho cái người lớn, chúng ta làm thầy, chúng ta làm cha làm mẹ, mà con nó ý kiến chúng ta, hay là những người đệ tử mà nó ý kiến chúng ta mà chúng ta biết đón nhận, chứ chúng ta không có gì một cái sự tự ái nghĩ rằng mình là thầy, bị nó sửa lưng như vậy, hay bị nó chọt chẹt như vậy, hay là mình là người lớn mà tự nhiên bị con bị cháu nó nói như vậy. Thì cách suy nghĩ như vậy là người ấy không có sự tu tập, người ấy có cái sự chấp ngã, rồi gây ra cái gì, bắt đầu ghét người ta, bắt đầu mới dùng nhiều cách, dùng về cái thế lực hay dùng về tiền bạc. Thì kính thưa quý vị, đó là những con người nó rất là ti tiện, rất là tiểu tiết, nhỏ nhen. Mà cái điều này phải tập, cái điều này phải nó thành thật nó tập. Thì đầu tiên á, mình nhớ thôi kệ mình cũng. Nếu đã lỡ lớn tiếng thì nhớ lại thì nhỏ tiếng hơn. Nếu bực bội bỏ qua đi, vượt qua đi, buông bỏ đi. Chứ đừng có mang ở trong lòng hoài thì thật ra quý vị biết nhiều khi á, bởi vì đừng bây giờ gây đau khổ cho người, mà nếu như mà mình thử ai gây đau khổ cho mình, chúng ta nhớ tới cái chuyện đó, ăn không ngon ngủ không yên. Mà khi chúng ta bị người khác làm xấu mình, bị người khác chơi xấu mình, bị người khác phỉnh gạt mình, bị người khác coi như là ăn hiếp mình, vân vân, thì mình cũng buông bỏ đi, phải tập cái sự buông bỏ đi. Rồi sống bao nhiêu lâu mà hận thù quan trái mãi, sống bao nhiêu lâu, sống được bao lâu mà so sánh, sống được bao nhiêu lâu mà chúng ta luôn luôn tự cho rằng mình như thế này như thế nọ, sống hùng sống mạnh nhưng không có sống dai. Muốn sống dai thì sống từ từ, sống đơn giản, chứ không phải sống mà có cái sự khoe khoang. Mình giàu có thì bởi chúng nó mới dụ, mới dẫn tới cướp, mới trộm cắp đó. Mình sống mình nghênh ngang quá
thì thế nào cũng gặp những con người nó mạnh hơn, nó nghênh ngang hơn, sẽ đập mình, đánh mình, tất nhiên. Cho nên quả thật mình lấy cái gì để lấy cái hận mà trả lại cái hận thì trả mãi mãi. Đó là cái sự chắc chắn, đó là một người thiếu hiểu biết đối với bậc trí tuệ thì các ngài sẽ không làm như vậy. Một con người cũng như là chúng ta gọi là chén kiểu với muỗng dùa vậy đó, chén hay là chén kiểu với chén đá, chúng ta cứ suy nghĩ thôi, họ làm tội, họ ngu si thì chúng ta cũng ngu như họ, mà để chúng ta phải thân ác, phải khẩu ác, phải ý ác thì tự chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta có sự suy nghĩ khác đi. Đối với kẻ ngu thì việc hành động, việc làm họ cho tức là không sao, họ làm, nhưng điều khi mà cái quả nó trổ rồi đó thì họ khóc than đau khổ thì lúc đó muộn màng chứ bằng thừa rồi. Cuộc đời này nó vô ích, nó khổ nhiều. Nếu như chúng ta làm bằng những hành động bất chánh, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý đối với người thì sự thật cái đó nó không phải nó đi qua đối với chúng ta đâu, mà nó để lại một cái hậu quả vô cùng to lớn, khôn lường của chính chúng ta. Nếu theo một tinh thần Phật Pháp thì nó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Tại vì sao? Chetana hang phikkhave kammang vada mi mà. Nghiệp tức là tư hành động. Mà tư hành động ác thì kết quả ác, động lực ác thì cho ra quả ác, mà động động thực thiện thì cho ra quả thiện. Đủ một bước trời cao đất rộng, quả thật như vậy. Để chúng ta sống được nhẹ nhàng, nhịn đi, kham nhẫn đi. Bởi vì nếu như chúng ta không kham nhẫn, chúng ta kháng cự lại thì gây cái oan trái, hay gây ra cái sự cãi cự, hay ra ngay cả cái sự cãi cự xong đến cái hành động đánh đập nhau. Đó là một sự tình. Và rồi chính chúng ta cảm thấy rằng người ta cười mình, và cái người có đạo đức đàng hoàng người ta cũng cười mình, và nói theo Phật thì cái người trí tuệ họ cảm thấy rất là khủng khiếp đối với cái tâm ác, đối với hành động ác của người mà nói lên những cái lời nói thô tục, cộc cằn, ác xấu. Khi nóng lên rồi, hủy diệt đối tượng. Khi tâm sân xuất hiện thì đối diệt với cái đối tượng. Và quỷ diệt đối tượng đó bằng cách đánh đập hay bằng cách tức là dùng những cái binh khí miệng lưỡi này để chặn người ta, để áp lực người ta, hay bằng những cái mưu sâu kế độc gài thế cho người ta rơi vào cái đau khổ, rơi vào cái tù tội, rơi vào cái đau khổ, gia đình ly tán, người ta đi cái hạnh phúc cha con, vợ chồng con cái gì, nó sẽ gặp nhiều một cái đau khổ. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ở trong cuộc đời này, Phật dạy rất là chính xác, biết cái gì? Nếu biết tu tập đó, mà chúng ta phải thường xuyên thân với cái những người mà có cái sự tu tập đối với các bậc trí tuệ thì người ấy sẽ thành tựu được những cái điều tốt. Chứ còn nếu như mà chúng ta thân những người ác á, thì bị nó xu hướng. Như Achatastu thân với Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta thấy biết bao nhiêu là hệ lụy xấu xa, biết bao nhiêu là cái sự khổ đau cho chính mình, rồi bị người đời, rồi sử sách mãi ghi nó là như thế. Achatastu giết cha là giết cha. Nhưng kính thưa quý vị, đành rằng khi mà Achatastu hối hận, Achatastu cũng là một trong những người hộ pháp rất là lớn lao trước cái thời của vua Asoka. Chúng ta cũng phải nhớ về một trong những người hộ pháp cũng rất là lớn lao. Nhưng điều kính thưa quý vị,
đó chính là A Xà Thế, do cái nghiệp dẫn thân gần với Bệ Đà Đạt Đa và được một sự tốt đẹp lành mà vua Ba Xê Na Đế Ba Tư Nặc để thân gần với cái gì, với ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật lấy hai cái hành động này ra, Đức Phật ngài cũng đã cảnh báo cho tất cả chúng ta cái sự thân gần nó cũng là một cái vai trò lớn trong cái sự tu tập cũng vậy. Nếu chúng ta gần được những cái người thầy thì hay bạn giỏi đó, thì chúng ta cũng được học hành, chúng ta cũng được cái tri kiến tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta gặp gần những cái người thầy, người bạn mà lỗi lầm và ác xấu, thì điều này nó cũng tạo cho chính chúng ta cái điều xấu xa, cái điều mà rất là nguy hiểm. Một khi mà tâm tư, nếu như không có cái sự tu tập, tâm tư không có cái sự điều phục, thì mọi chuyện nó sẽ không bao giờ mà bình thường được. Tâm được điều phục sẽ mang lại cái lợi lớn, mà tâm không được điều phục thì sẽ đem lại cái nguy hại lớn. Bởi vì chính tâm không điều phục này thì thân ác khẩu ác, nếu tâm được điều phục thì thân lành khẩu lành cũng từ tâm này. Và rồi chính chúng ta cuối cùng rồi, được thua thành bại gì, nó sẽ để lại một cái dư âm, nó sẽ để lại một cái nghiệp quả mà chúng ta gọi là cái hậu báo nghiệp cho đời sau. Bởi chúng ta phải sợ cái gì? Sợ cái kết oan trái, sợ cái sự oan trái, họ mất lợi, họ mất đi cái quyền lợi, họ mất đi cái điều lợi nói chung, thì gây nên cái sự oan trái. Mà cái sự oan trái chúng ta thấy như Đề Bà Đạt Đa với Phật của chúng ta đó, nếu chúng ta đọc Túc Sanh truyện, nhiều đời trong quá khứ gặp nhau, cứ nhập nhau trên phố hoài, tưởng đã kết thúc rồi, nhưng điều mà bao nhiêu cái sự oán hận đời này kiếp nọ nó càng lớn, nó càng thức, họ càng tức, họ càng cột rối và cho tới chúng ta biết kiếp cuối cùng, khi mà Đức Phật ngài thành Phật đây rồi, cũng Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt. Bởi cho nên cái người có cái sự tu tập tốt á, người đó biết buông bỏ để không gây cái sự oan trái. Đây là một lý pháp rất là tuyệt vời. Mình tu một cái sau để mình kham nhẫn để chi? Để không có gây oan trái với người. Mình không trả lời lại, mình không coi như là người ta đánh mình không đánh lại, người ta chửi mình không chửi lại. Không phải là mình không có sức, không phải mà không có lời lẽ để nói, nhưng nói để làm gì? Nói để oan trái, nói để hận thù thì không nên. Thì như thế thì tự chúng ta tạo ra một cái an ổn, tạo ra một cái sự bình yên cho chính mình. Cái sự bình yên, cái sự an ổn mà không ai tạo ra cho chính người đó. Tự mình biết tạo ra, tự mình biết tạo lập cho mình. Và ở đời này sống bao nhiêu lâu không cần thiết. Trong một lúc nào đầu đó sống trong cuộc đời, khi hồi tưởng lại, tại sao lúc đó mình lại nặng tay người, tại sao lúc đó mình lại nặng lời với người mới vậy, cũng là một cái, nếu như người đó, người ấy còn có trái tim, còn có một tâm hồn mà đã hối hận hay đã có một cái sự hổ thẹn, thì người ấy nghĩ rằng tại sao mình làm như thế, rồi có một sự câu thúc, cảm thấy mình lỡ làm như vậy nó mệt lắm. Biết như vậy thì tại sao mà lúc đó không nhịn một chút xíu để cho mọi việc nó được tốt đẹp, nó nhẹ nhàng trên cái tâm tư tình cảm, nhẹ nhàng trên một cái chuyện của cuộc đời,
để không để lại dấu ấn, để không lại cái sự khắc ghi. Mà rồi hồi tưởng lại là toàn là những cái niềm đau nỗi khổ, những cái sự vui buồn bất thường cho chính tất cả chúng ta. Dạ. Cho nên quả thật như vậy, có thắng có thua thì cũng là như thế. Phải nói là rất là tuyệt vời khi chúng ta ngồi, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại, nếu chúng ta biết được bình tâm, nếu chúng ta biết được tu tập, nếu chúng ta biết chúng ta biết kham nhẫn, và nếu chúng ta biết được tránh né thì chúng ta không phải khổ đau. Và cuộc đời này cứ gặp nhau đối đầu, gặp nhau làm con cờ kỵ, có cần thiết như vậy không? Thì đây là một điều tự mỗi nhân có cái ý niệm tu hành, chứ không thể ai mà dạy cho mình được. Và nên thân gần các bậc trí tuệ, nên thân gần các bậc hiền trí, những người mẫu mực, những người có cái sự sống tốt đẹp. Chúng ta tránh xa đi những người ác thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được cái sự an lạc, như là chính lời Phật đã dạy và đã nhấn mạnh cho chúng ta như vậy. Cái sự thân cận cũng là một sự nguy hiểm. Và thưa kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì thiếu sót, kính cũng mong chư tăng trong thảo luận sẽ trình bày đầy đủ tốt đẹp hơn. Và xin chấm dứt thời này. Nhận thức nơi đây, nếu có điều gì sẽ thích, kính cũng mong toàn thể đại chúng quan hiểu cho. Và kính dân Phật phước lành đến trời đế thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Kính dân Phật phước lành này đến các bậc thầy tổ đã quá vãng, cũng như hôm nay là cái ngày lễ dỗ của sư Tỳ Lực, tức là sư huynh, mong hướng phước này đến cho sư huynh, mong sư huynh được an lạc được tấn qua. Yeah. Xin kính đức toàn thể quý vị cũng như các vị giác linh, chân linh, ký linh ở tại chùa Quảng Nghiêm và chùa Bồ Đức, mong cho tất cả được an lạc được tấn qua. Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sơn Gia. Sa thu cái truyền thì toàn thể quý. Trước khi có câu thảo luận với chư tăng thì xin được nói thêm một vài điểm. Thưa vì hôm nay chúng tôi khi mình dịch bài kinh này đó, có một vài vấn đề phải suy nghĩ. Thật ra đây là bài kinh mà chúng tôi học hồi nhỏ, đọc từ hồi nhỏ, và chúng tôi có một số cái hiểu lầm, ngộ nhận. Và bây giờ đó thì ngồi dịch lại và đọc bản sớ giải đó thì chúng tôi mới thấy được cái sự khác biệt. Ở trong bản dịch xưa đó, bản dịch mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì thưa quý vị, trong để quý vị chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi coi lại cái bản dịch. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Thưa quý vị, trong kinh điển Pali đó, trong tiếng Pali đó có cái động từ, nó giống như trong tiếng Anh đó là động từ to be. Và động từ to be đó thì cái động từ này đó nó có hai cái nghĩa, gọi là và có. Cái này là cái phiền, chúng ta gọi là ác thí, hay là có khi là hồ tí, hay là pháo tí đó. Thì đây là một điểm rất là phiền khi mà chúng ta đọc kinh điển. Chúng ta đọc kinh điển khi mà chúng ta mới đọc qua đó, thì chúng ta có hai cách dịch. Ở trong đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, thì ở trong bản dịch này quý vị đọc như vậy là: này các tỳ kheo, vua Ajatasattu con bà Videhi, đúng là Videhi chứ không phải là Videhi nước Magatha, là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác kheo du.
Này các tỳ kheo, vua Pasenadi nước cô xá đó là thiện hữu, là thiện bằng lữ, là thiện ơ du. Thì khi mà chúng ta đọc như vậy đó, thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu là Đức Phật Ngài rõ ràng Ngài bên vua vua Ma Tư Nặc, và ngài chỉ trích vua A Xà Thế. Nên vua A Xà Thế là người ác và vua Ma Tư Nặc là người thiện. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào trong bản sớ giải đó, thì cái động từ mà chúng ta gọi là động từ thu bi đó, thay vì hiểu là thì chúng ta phải hiểu là có. Phải hiểu là có, tức là khi mà nói về Babamito là có bạn ác, Babasahayo tức là có cái người thân cận là người ác, Babasam Awanko là có cái người đồng sự là người ác. Là người ác mà có người ác là khác. Tại sao chúng ta dịch là có? Là bởi vì trong bản sớ giải đó có nói rằng lúc bấy giờ vua A Xà Thế thân cận với Đề Bà Đạt Đa và tìm cái sự cố vấn từ Đề Bà Đạt Đa. Trong lúc đó thì vua Vasenadi thường lui tới các bậc thiện trí, thí dụ như tôn giả Xá Lợi Phất. Dạ, tôn giả Xá Lợi Phất tại vì ở tại Chùa Kỳ Viên. Nên chi chúng ta phải để ý ở đây là mặc dù chữ là và có đó, trong những động từ như là hô tí, phá hoa tí, á thí, thì chúng ta có thể hiểu cả hai là có, nhưng mà trong trường hợp này đó thì chúng ta nên dịch là có thay vì là khác mà có khác. Nói là vua A Xà Thế là bạn ác thì ở đây nó không có nghĩa tại đây, mà vua A Xà Thế có bạn ác, thân cận với bạn ác, và đâu có người đồng sự hay là có người chia sẻ đó là bạn ác. Cái đó chúng ta nên cẩn thận mà nên để ý, bởi vì ở đây nó có một ý nghĩa rất là khác biệt ở trong kinh văn. Bây giờ thì xin được trở lại với phần thảo luận của Chư Tăng. Phần thảo luận Chư Tăng xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ có. Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng theo trong bài kinh này đó, thì phải chăng là Đức Phật Ngài, mặc dù Ngài nói rằng vua Pasenadi là người có bạn lành, kể như là người tốt, người có được bạn tốt trong trong cái cục diện này, nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói thêm, phải chăng Ngài nói ra ý nghĩa là một cái người mà thật sự sống tốt á, là người vượt ngoài sự hơn thua, không tính chuyện hơn thua, có đúng như vậy không? Tại vì có nhiều người nghĩ rằng trong bài kinh này có vẻ như là người gọi là chính nghĩa tất thắng, chúng ta thường nói chính nghĩa tất thắng, nhưng mà đúng nghĩa gọi là cái bậc thiện trí thì vượt ngoài hơn thua, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ, mời quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính mong lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa Minh Thành, Thượng Tọa Đức Tự Tự Đức Tự Tri, Chư Tông Đức Tăng, kính chào đại cô tu nữ, kính chào Phật tử. Thì các con nghĩ rằng đối với một vị vua như Diệu Bất Sen Đí thường thân cận với Đức Phật, được Đức Phật thuyết giảng rất là nhiều, và Diệu Bất Sen Đí cũng thường gặp các vị trưởng lão, thì rõ ràng đó thì vua đã hiểu được vấn đề không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là vua cũng hiểu được cái cách mà thường thì Đức Phật Ngài nói thắng thì sanh thù quán, bại khổ đau đó, đánh qua đánh lại thì luôn luôn lúc nào cũng vậy. Thì rõ ràng đó thì Đức Phật đó, thì Ngài đã thấy được đó, cái sự thân cận. Bởi vì một cái người mà họ muốn tu đó, họ thân cận những người chân tu, nhưng mà những cái người mà họ háo danh háo lợi đó, thì họ lại thân cận những người mà tìm cho họ cái danh lợi. Ví dụ giờ chúng ta cũng thấy người tu bây giờ đó, thì có nhiều khi người ta gần người tu đó là người ta để ta tu tập,
Nhưng mà cũng phải nhiều khi người ta gần người tu đó, ta coi cái phong thủy, hoặc là coi cái phát tài, hoặc là coi cái cách này cách kia. Thậm chí nhiều khi chúng ta thấy cái thời vua chúa thở xưa đó, thì có những vị thám tử, mà trong những vị thám tử đó là những người tu sĩ, du sĩ cũng có. Chúng ta thấy Vua Sê Đế có hỏi Đức Phật vấn đề này, Đức Phật cũng trả lời. Thì chúng ta thấy rõ ràng nhất, khi một người mà có cái tâm tu đó, thì họ gần những người để tạo cái công đức phước báo, thì rõ ràng của họ có thiện tâm, vô tham, vô sân, họ cũng không muốn tranh giành hơn thua. Tại vì thường thường đó thì nhất là chúng ta thấy đối với Đức Bồ Tát đó, khi mà người làm vua đó, người chia nhỏ cái vương quốc ra cho nhiều người cai trị. Vì luôn luôn những vị đó nghĩ rằng á, mình bị ràng buộc về đế vương đó thì mình sẽ mất tốn rất là nhiều thời gian. Chúng ta thấy những vị vua nào mà cái lãnh thổ càng to đó, thì càng nhiều khổ lụy. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta nhìn qua cái nước kế bên như Trung Quốc này. Cái lãnh thổ rộng như vậy, nhưng mà rồi ở đó có nhiều cái khu vực, bên này nắng, bên kia mưa, bên kia lũ, bên kia bão. Sống thần động đất, rồi chiến tranh, rồi hạn hán, mất mùa côn trùng, đủ thứ chuyện đó. Mà nếu một là một vị vua mà lo toan đủ sứ tới như vậy thì quả thật rất khổ, rất là khổ. Và nếu mà cái người mà có tâm mà họ suy nghĩ đó, họ suy nghĩ cũng sẽ nói gọn lại để họ tiến bộ trên cái thời gian để họ tu tập. Còn như Vasenari thì chúng ta cũng thấy là cái tâm như vậy. Còn riêng vua A-sa-thế đó thì thật sự đó đã giết cha của mình, bị nghe lời sử dụng, giết cha của mình để kiếm ngôi, và cũng với cái dùng tâm, cái ác tâm đó hưởng thụ. Nên đó, vua A-sa-thế không có làm việc bất thiện, nhưng mà vua A-sa-thế thì thật sự là gần gũi và hưởng thụ và muốn xâm chiếm như vậy. Thì rõ ràng vua A-sa-thế là một người muốn thủ lại, muốn giữ lại những gì của tổ phụ của mình truyền lại thôi, gìn giữ giang sơn như vậy thôi, chứ không có muốn lấn chiếm. Còn trong khi vua A-sa-thế thì muốn lấn chiếm, rõ ràng là cái tâm muốn đi. Thường thường thì quý vị thấy chiến tranh nó khởi lên đó, đa số là do những cái như thời hiện đại nay á, thì do những cái quặng vàng bạc, rồi những cái mỏ kim cương, rồi những cái trữ lượng dầu khí, hoặc là những cái mỏ cái tơ, rồi cái này ghi rõ nhiều cái loại để họ có giá trị, và họ muốn thống trị cái nguồn dự trữ đó, hoặc là cái nguồn năng lượng đó để cho cái đất nước của họ, thì họ muốn đánh chiếm như vậy để họ thu tóm. Thì ngày xưa đó thì họ cũng những cái vàng bạc đó quý vị, nhưng mà họ lại còn những người mỹ nữ. Cũng còn mỹ nữ, rồi có những cái cuộc chiến tranh nó bắt gia súc, như là trâu, bò, ngựa, dê, cừu đó, họ bắt gia súc đó, ngọc ngà châu báu, rồi lụa là gấm vóc, những cái điều đó là những cái chiến lợi phẩm. Và đời sống thì họ muốn có những cái vật chất đó. Thành ra khi một vị vua mà muốn sống mà không có chiếc chiến tranh đó, thì họ bắt buộc bắt họ phải hạn chế lòng tham. Nhưng mà cái vị vua mà họ mà có lòng tham đó, thì họ phải bày ra chiến tranh để họ thu tóm cái này kia nọ. Như vậy rõ ràng đó, thì Đức Phật ngày khen vua Vasenadi là thiện mẫn hữu, vì cái tâm mà vua thiện, chứ không phải là cái vua thì vua phải có phần sự vua rồi. Tâm vô thiện là cái tâm vô có vô tham, vô sân, vô si, muốn học hỏi những pháp thánh điển tu tập. Trong khi thì vua A-sa-thế đó thì có một cái người cố vấn là Đẹp Đa. Đẹp Đa thì quý vị thấy rằng muốn danh, muốn lợi, muốn Đức Phật thì nhường cái địa vị giáo chủ, rồi muốn quản lý tăng chúng, rồi muốn ra vẻ ta đây. Thành ra nhiều khi quý vị thấy giữa hai cái đối tượng thì rất là rõ ràng, A-sa-thế và ngài Xá Lợi Phật hay Đức Phật, thì đã cả hai bên mình thấy rõ ràng về cái khuynh hướng. Bởi chúng ta thấy một cái người nhậu, họ có bạn bè này nhậu bài bạc, có bạn bè bài bạc, họ có
bạn bè, ví dụ như cái gì đó, thì họ cũng có cái xu hướng như vậy. À, thì rõ ràng là cái khuynh hướng ngu tận ngu mã tầm mã là nó đã từ muộn sực sơ rồi, muôn thuở rồi. Nhưng mà Đức Phật ngày muốn nói đến là một cái bậc thiện trí đấy, thì luôn luôn lúc nào họ cũng cũng muốn tu tập và muốn đặt cái nền móng hạnh phúc lâu dài và không có chiến tranh đau khổ dân chúng. Đó là cái mục đích của vị hiền quân. Thì rõ ràng đó, thì vua Sen đấy là một vị hiền quân như gì, thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì cũng nói thêm trình thượng tọa. Kính trường thượng tọa Pháp Đăng, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi sư Nguyên Thông. Dạ, sư Nguyên Thông, chúng ta biết rằng con người, chúng sanh nói chung và con người nói riêng, có cái bản năng là muốn hơn thua, và đôi khi chúng ta rất thích sự hơn thua. Thì nếu mình có cái tính mà muốn hơn thua đó, thì mình tu tập mình làm sao vượt qua sự hơn thua đó. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin góp ý cho câu thảo luận số 2 là làm thế nào để vượt qua cái bản năng ưa thích hơn thua, thắng thế. Kính thưa sư phụ, cái điều mà hay nhất mà con suy nghĩ đây là mình chỉ nghe lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì mình ưa thích hơn thua, thắng thế là mà cái có cái tâm kiêu mạn đó, mà một khi mà chúng ta có cái tâm kiêu mạn hơn người gì đó, thì đó là một cái ác bất thiện pháp. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật giảng dạy rằng khi nào trong tâm của chúng ta mà còn chứa đựng những ác bất thiện pháp đó, thì khi mà chúng ta thân hoại mạng chung thì đi thẳng vào địa ngục. Và con nhớ một lời, một lần mà Đức Phật dẫn 500 vị tỳ kheo đi qua một khu rừng, thì Ngài mới cúi xuống nắm một cái nắm đất trong tay, rồi Ngài mới nói rằng: này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi thẳng vào địa ngục như là nắm đất mà chúng ta đang bỏ ra, còn chỉ còn một vài cái hạt cát hay hạt bụi nào còn dính trong kẻ tay của Như Lai đó, là những chúng sanh đó còn có thể trở lại làm người hoặc đi sanh lên thiên giới. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, tất cả chúng ta ở đây là cái tâm của chúng sanh thì đầy những cái kiêu mạn, lỗi lầm, tham dục, sân si. Và cái đó thì Đức Phật giảng dạy là cái ba cái chánh, ba cái yếu tố chánh để cho chúng ta mà mê mờ đó là tham sân si. Và Đức Phật giảng giải rằng cái thân hành và khẩu hành của chúng ta là ba cái điều đó, là ba cái thân hành, khẩu hành là và ý hành của chúng ta là ba cái điều đó do chúng ta tạo nghiệp hàng ngày. Thành ra những cái nghiệp đó là có thể là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện là khi mà chúng ta không có thường xuyên tu hành để cái tâm của chúng ta thường xuyên nằm trong chánh niệm. Mà muốn có cái chánh niệm đó thì chúng ta phải thường xuyên thiền samatha. Khi mà thiền samatha đó là chúng ta theo dõi hơi thở,
Mà khi mà chúng ta theo dõi hơi thở đó, là chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại. Và người nào mà thường xuyên sống trong giây phút hiện tại đó là người đó có chánh niệm tỉnh giác. Và khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì một cái ác bất thiện pháp hay là một cái tư tưởng nào nổi lên thì chúng ta biết đó là thiện hay là bất thiện. Mà nếu là thiện thì chúng ta nên là hành theo dõi đó để mà làm tích lũy những cái thiện sự trong cái tâm của chúng ta. Còn cái mình biết đó là ác bất thiện pháp thì mình trừ khử nó đi. Và đó là những lời mà Đức Phật giảng dạy. Và cho nên cái bài pháp cuối cùng mà Đức Phật trước khi nhập diệt thì Ngài nói là: này cái chư tỳ kheo, các hành là vô thường, các con hãy tinh tấn tu hành. Bởi vì mình không hiểu rằng những cái hành động của chúng ta, cái sankhara của chúng ta đó, là nó vô thường, rồi nó biến dịch, nó thay đổi. Thì nếu mà chúng ta hiểu rõ lời dạy của Thế Tôn thì chúng ta làm được theo lời của Ngài dạy. Và Đức Phật Thế Tôn nói rõ ràng là một cách cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất là chỉ là làm theo lời Ngài dạy, chứ không phải là đem chuối, đem đô la, đem euro để dâng lên cho Ngài, không phải như vậy. Cho nên cái lời giảng dạy cao thượng và chính xác mà cho chúng ta để chúng ta tu hành theo Ngài là Ngài nói là một cách cúng dường cao thượng Ngài là làm theo lời Ngài dạy. Và điều đó là con nghĩ là tất cả chư tỳ kheo cũng như đệ tử Phật trong rung này, Phật tử vân vân đều đã thuộc lòng hiểu rõ. Chúng ta phải thực hành theo lời Ngài giảng dạy, thì chúng ta thực hành theo lời Ngài giảng dạy thì chúng ta sẽ có cái kết quả là sẽ được hạnh phúc như là Ngài đang hạnh phúc. Khi mà chúng ta tinh tấn tu hành liên lỉ hằng ngày thường xuyên để quan sát và làm lành và lánh xa những cái việc ác, thì đó là lời dẫn dạy của Ngài. Và con thấy rằng làm điều vượt qua bản năng ưa thích thắng thế là mình phải nhớ lời giảng dạy của Thế Tôn. Và nhớ theo lời giảng dạy của Ngài thì chúng ta sẽ hành đúng những điều mà Ngài mong muốn chúng ta hành như vậy để có được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mic để giải thêm những điều mà con nói chưa đủ và sai lầm. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mic. Sa thủ kính trình Sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, để góp phần với chư tăng ở trong việc thảo luận của bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi xin có một vài cái chia sẻ về hai bài kinh. Chúng ta nhớ rằng đây là hai bài kinh kể ra hai cái câu chuyện. Một cái câu chuyện là vua Vasenadi bại trận, và một câu chuyện khác là vua Vasenadi thắng trận. Ở trong hai bài kinh này, thưa quý vị, thì thật sự chúng ta mới nghe đó, thì chúng ta phải coi chừng là cái tâm của chúng ta hay có một cái nghiêng về một bên nào đó. Dạ. Là dĩ nhiên là Phật tử thì chúng ta lại nghiêng về vua Ba Tư Nặc. Tại vua Ba Tư Nặc á, dù sao cũng là một người trị vì vua quốc Cô Sa Lá, mà nơi đó có ngôi chùa Kỳ Viên, nơi đó là một cái kinh đô, tức là kinh đô Sao Á Thí đó, được biết là nơi mà Đức Phật cư ngụ nhiều năm và có rất là nhiều những người đệ tử thâm tín Phật pháp. Mà xuyên suốt trong cái phẩm Cô Sa Lá, hai phẩm Cô Sa Lá của chúng ta học đó, thì phải nói rằng người đã học rồi dễ có cảm tình với vua Pasenadi. Còn vua Sa Thế đó lại là một người giết cha của mình, tức là vua Bình Sa Vương. Chỉ riêng về điểm này cũng là đã mất thiện cảm với chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng vua A Sa Thế sau này nhờ cái sự hướng dẫn của thầy Chivaka cũng đã đến gặp Đức Phật, rồi đã quy y Tam Bảo. Và vua A Sa Thế là một vị vua đã cung nghinh một phần xá lợi của Đức Phật về thờ ở tại xứ Ma Kiệt Đà. Và cũng chính nhờ vua là vị đứng ra để bảo trợ cuộc tới kết thập Tam Tạng lần thứ nhất
mà ngày nay chúng ta thường cả một cái di sản, cả một cái nền văn hóa Phật giáo là cũng nhờ cái sự bảo trợ của vua A Xà Thế. Thì ở đây chúng ta nên đọc bài kinh này với sự bình tâm. Chúng tôi gọi là với sự bình tâm là tại vì ngay cả khi chúng ta đọc truyện hay là xem phim thì chúng ta hay có một cái tâm nghiêng về và có kẻ thương người ghét. Nhiều khi những nhân vật mà đóng phản diện, đóng rất hay thì chúng ta cũng ghét những người đó. Và có nhiều người họ làm cái nghề làm diễn viên đó, thưa quý vị, họ đóng những vai phản diện rất là xuất sắc, nhưng mà do họ đóng quá xuất sắc nên chi người khác cũng ghét. Và chúng tôi nhớ rằng câu chuyện xưa là Tống Thái Tổ, tức là Triệu Khuôn Dẫn, trong thỏa hàng coi hát và đã thấy ở trong cái màn kịch đó có một người phụ nữ mang thai và bị một người thổ phỉ rượt đuổi. Thì Triệu Khuôn Dẫn tức tối tại vì thấy cảnh đã bị còn bị đuổi, đã đứng phía sau, đứng ở dưới sân khấu cầm cung tên bắn chết cái diễn viên kia đi, diễn viên mà đóng đai tướng cướp đó. Thì ý mà chúng tôi nói đó là chúng ta thường hay có cái tâm là ghét người xấu và mến mộ người thiện. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên một điểm là ở trong lòng của chúng ta thường hay có nặng lòng với sự hơn thua. Và đây là cái điểm then chốt mà Đức Phật thường dạy chúng ta. Cái tâm mà nghĩ đến hơn thua đó, ngay cả bây giờ khi chúng ta đọc bài kinh này, mình cảm thấy vui là vua Ba Tư Nặc trước là bại sau là thắng, mình cảm thấy vui. Nhưng mà thưa quý vị, cái hơn thua đó thật ra đó nó chỉ là một thứ cảm xúc, và một thứ cảm xúc nó có tính cách cảm xúc, phản ứng tâm lý hơn là có giá trị thật sự. Ở trong cuộc luân hồi này đó, đừng nói gì luân hồi, như là vua A Xà Thế có thể là có những cái giai đoạn trong cuộc đời của vua A Xà Thế chúng ta rất là ghét. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên vua A Xà Thế có cái công rất lớn là bảo trợ cuộc kết tập tâm tạng và ủng hộ Phật Pháp. Ngay cả sư Nguyên Thông á, khi mà chúng tôi nói chuyện với sư Nguyên Thông trước đây đó, thì cũng có lúc sư Nguyên Thông nói đến Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa. Và đối với chúng ta thì đôi khi gọi Đề Bà Đạt Đa, chúng ta gọi bằng một cái danh từ không ưa, thay vì gọi là tôn giả Đề Ba hay Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa, chúng ta chỉ nói Đề Bà Đạt Đa thôi. Nhưng mà rồi sư Nguyên Thông cũng nói lên cái nhìn đó là Đề Bà Đạt Đa sau này trở thành vị Phật độc giác. Và vị Phật độc giác thì chúng ta cũng kính mộ, cũng chấp tay đảnh lễ, chứ không phải là mình nói rằng người đó ác ác luôn, người đó xấu xấu luôn. Thật ra với một cái người mà có trí, một người có hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta phải nhận ra được rằng cái bản năng hơn thua, cái bản năng mà hiếu thắng, bản năng mà rất là ưa chuộng cái sự chiến thắng đó, nó là một cái bản năng của chúng sinh và kể cả của chúng ta. Nhưng chúng ta thích hơn thua người khác lắm. Ngày hôm nay chúng ta không để ý chuyện này, thưa quý vị. Lấy ví dụ như là người ta nói đến một cái tinh thần rất là lành mạnh. Lành mạnh theo kiểu thế gian á, gọi lành mạnh là tinh thần thể thao. Nhưng mà thật sự thể thao có những cái không lành mạnh. Chúng tôi nói không lành mạnh chỗ nào? Tự nhiên hai đội banh họ chơi với nhau, một đội banh của Pittsburgh, một đội banh của San Francisco đấu với nhau. Những người chơi trong đội banh đó và những người chủ đội banh đó, họ chẳng liên hệ đến chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta thích phe phái, chúng ta thích hơn thua, chúng ta ủng hộ bên này chống bên kia. Thật ra cái vui, cái buồn, cái thắng, cái bại ở trong cái chuyện đó đó, nó chỉ là một cái, chúng ta gọi là một thứ tâm lý thường tình. Và nếu suy nghĩ cho cùng thì nó chỉ gì hết. Tại sao mà chúng ta thấy ngày nay thể thao nó trở thành một cái gì đó mà nó quan trọng, nó được người ta nói nhiều, nó chiếm ngự cái thế gian. Quý vị thấy
ở tại Việt Nam, khi mà những cái đội bóng của Việt Nam ra thắng ở nước ngoài đó thì chúng ta reo hò giống như người Âu Châu vậy, người Âu Châu cũng làm như vậy, và chính quyền đã dùng cái đó để khiến cho dân chúng đồng lòng ở dưới màu cờ vàng ba sắc đỏ của Hà Nội. Chính quyền đã dùng cái đó để khiến cho người dân tạm thời quên đi những khổ nhọc của đời sống để chỉ lao mình vào trong thể thao. Và đôi khi cái vấn đề mà thắng một trận hay là thắng một cái giải chung kết hay giải bán kết đó, nó trở thành một vấn đề quá lớn. Nhưng mà kỳ thật khi nó qua rồi thứ gì, nó đúng là nước chảy qua cầu. Chúng ta phải rất là bình tâm để thấy trong cuộc sống đó là cái thái độ mà ưa thích hơn người, mà chúng ta thường gọi là cái tinh thần hiếu thắng, nó chỉ thứ phiền não. Thắng á, thì nuôi dưỡng hận thù, thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau cả bại, nghìn thua khổ sâu. Một cái người mà có chiêm nghiệm, có tu tập, và đặc biệt là có hiểu về lời dạy của Đức Phật, ở trong cái cung diện này là bậc đạo sư đó, Ngài nói lên một điều rất rõ là cái người thắng á, thì gieo rắc hận thù, và cái người bại á, thì ngủ không có, ngủ trong khổ đau. Ở trong ngủ khổ đau, chúng tôi gọi là ngủ bất an cho nó, là nhưng mà ngủ trong khổ đau. Đi vào giấc ngủ khổ đau, thật sự rất là phiền muộn. Thứ vì con người chúng ta đó, lúc mà đáng lẽ được nghỉ ngơi, lúc mà đáng cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng nhất là sau một ngày dài sinh hoạt chúng ta có được một giấc ngủ yên. Nhưng mà ngay cả một cái người ngủ mà nếu họ bị thất bại, họ bị bại trận, họ bị thua thiệt người khác thì họ ngủ không yên. Chúng ta thấy rằng cái giấc ngủ của một người bị thua thiệt đó, nó là trằn trọc, ngủ không yên, và cái sự đau khổ nó dày dò. Và với một người có trí, một người hiểu Phật pháp đó, thì người đó sẽ thấy rằng cái tinh thần hiếu thắng đó, nó sẽ đưa chúng ta vào cả hai thái cực là thắng thế và thua thiệt. Dù hơn hay thua, thắng hay bại, tất cả đều là hệ lụy, tất cả đều là phiền não. Nhưng mà cái đó làm cho chúng ta hào hứng, thưa quý vị. Tại sao chúng ta hào hứng? Cuộc sống mà bình an, cuộc sống mà tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống nhẹ nhàng đó, đôi khi nó làm cho một số người cảm thấy buồn chán, nó không có gì thú vị hết. Chúng ta lao vào chuyện đánh bài, đánh bạc, ngay cả nhẹ nhẹ thì đánh cờ, nhẹ nhẹ thì chơi game, còn lớn hơn chút nữa thì lời qua tiếng lại, lớn hơn chút nữa là cái chuyện mà chiến tranh đao binh. Tất cả những chuyện đó nói lên một cái trạng huống buông thở của chúng sanh, của loài người đó, đó là cái bản năng hiếu thắng. Chúng ta sống bằng bản năng hiếu thắng đó, nhưng mà chúng ta ít khi ý thức được rằng điều đó nó gây hại cho chúng ta như thế nào. Càng vui trong chiến thắng thì càng khổ khi mà chúng ta bị thất thế hay là bị bại trận. Chuyện đó, đó là chuyện tất yếu. Không bao giờ có một người nào mà khi thắng mà vui, mà khi thua mà không có buồn hết. Và chúng ta thấy luôn luôn là như vậy, không ai thắng hoài đâu. Rồi có lúc phải sụp đổ. Một cái đế quốc lớn nhất trong lịch sử nhân loại, đế quốc Mông Cổ, hay là có những vị mà hiển hách trên thế giới như là Napoleon, được người ta xem như là một người cầm quân có tài, rồi có lúc thua trận và thua một cách tủi nhục. Thì ở đây không phải là chúng ta phê bình ai, mà chúng ta phải tự ý thức được rằng trong mỗi chúng ta đó luôn luôn có cái bản năng, tức là luôn luôn có một cái tập khí là ưa chuyện hơn thua. Dù là hơn một lời nói, dù là thắng thế người khác được chuyện gì đó, nhưng mà coi chừng cái sự hơn thua đó, đó, cái tinh thần mà muốn hơn người khác, muốn thắng người khác đó, nó đem lại cho chúng ta nhiều cái khổ mà chúng ta không biết. Chúng ta phải thấy điều đó. Và với một cái người mà có tu tập đó, thì người đó luôn luôn thấy rằng cái sự chiến thắng mà tốt nhất là chiến thắng chính mình. Bản thân của mình có những cái tật xấu, có những cái xấu, có những phiền não xấu, mà mình vượt qua được mới là quan trọng. Chứ không phải là mình hơn ai. Hơn ai được cái gì? Thật ra mình sống mình còn nghĩ hơn ai được cái gì?
chúng ta cứ ôm lại trong suốt cuộc đời mình trải qua đi. Những người mà chúng ta đã gặp 5 năm, 10 năm trước, mình có hơn họ một lời nói, có hơn họ một cái chỗ đứng, có khôi đi chụp hình là cũng dành cái chỗ tốt. Khi mà nói chuyện mình cũng hơn nhau một cái một lời nói. Hồi nhỏ chúng tôi có nghe một cái chuyện cấm cười của chú xe, ông có biết cái chuyện là họ nói rằng trong một cuộc đua ngựa có hai con ngựa cùng về tới đích, nhưng mà có con ngựa mệt quá nó thè lưỡi ra, thành ra ban giám khảo đó chấm là cái con ngựa thè lưỡi ra là nó là người thắng, tại vì nó hơn cái lưỡi. Thì cái câu chuyện đó ý vị ở đời là ở trên đời này có nhiều khi á, cái sự thắng bại là do cái miệng lưỡi thôi, nhưng mà nó lại có cho chúng ta một cái một ý tưởng rất là sâu sắc ở trong cuộc sống đó, là chúng ta thích hơn thua lắm. Bao giờ thích hơn thua lắm, mình nói hơn người khác một câu, mình làm cho người khác bị muối mặt, bị bẻ mặt vì cách xử cho mình nghĩ là đó là khôn khéo, đó là mình hay, mình giỏi. Nhưng mà thật ra mình đâu biết mình đang giao thù chúc oán. Chúng ta giao thù chúc oán nhiều lắm trong đời sống, thưa quý vị. Chúng ta tạo rất nhiều oan trái trong kiếp luân hồi cũng vì cái tinh thần hơn thua hết. Và đó là một cái hệ lụy rất lớn của kiếp nhân sinh. Sống á, mà đứng sau thiên hạ, sống mà ở cái chỗ thấp nhất của thiên hạ đó, thì chúng ta không cam lòng. Nhưng mà mình sống mà mình nổi trội đó thì bị thiên hạ đố kỵ. Sống mà sống mình hơn người khác đó, thì lại nuôi quán thù. Bởi vì ngày xưa người Trung Hoa họ có câu nói rằng cái chỗ thấp đó, lại là nơi nguy tụ của nước, tại vì nước chảy về chỗ trũng. Thì một quân tử sống trong thiên hạ đó không có đòi làm cao làm hơn thiên hạ, mà sống một cách khiêm tốn. Do vậy là cái nơi mà quy hướng về của những anh hùng hào kiệt. Nhưng mà trong đời sống chúng ta thì thưa quý vị, con người mà sở dĩ bị người ta ghét, con người mà sở dĩ có nhiều kẻ thù là tại vì bản năng là muốn hơn người khác hết. Chúng ta sống chưa bao giờ mà thấy có một người nào có sự hiếu thắng, mà sống hiếu thắng mà sống bình yên trong cuộc đời hết. Dạ. Người càng hiếu thắng á, thì càng có nhiều kẻ thù. Người càng hiếu thắng lại càng đau khổ khi thất bại. Và chúng ta đừng đem cái chuyện này để chỉ trích người khác, mà bản thân của chúng ta, bản thân chúng ta từ nhỏ tới lớn ấy, chúng ta vẫn thường sống với thái độ hiếu thắng như vậy. Có lần chúng tôi nghe một cái vị trưởng lão nói rằng có một thứ mà đôi khi nó phải cần tới cái tuổi tác, cần cái thời gian người ta mới hiểu được, đó là cái bản năng hiếu thắng. Khi mình còn trẻ mới lớn lên, nhất là mình còn trẻ, còn khỏe, lanh lẹ đó, thì cái gì cũng muốn hơn người khác hết. Nhưng mà đến khi tóc đã bạc trên đầu, đã trải qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống rồi đó, thì thấy rằng cái hạnh phúc đó, nó là nằm ngoài cái sự hơn thua, chứ không phải cái hạnh phúc mà mình hơn người khác. Mà cái này là cái khó. Dĩ nhiên ở tại đây thì chúng ta biết rằng vua Pa Tư Nặc là thuộc về thế hệ trước, ngang vai với vua Bình Sa Vương. Trong lúc đó thì vua A Xà Thế là vai cháu, là thế hệ sau. Và dĩ nhiên A Xà Thế trẻ tuổi là người lại thân cận với Đề Bà Đạt Đa, lại là người đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo là giết cha của mình để xóa ngôi. Còn trẻ vua A Xà Thế nặng về tính hiếu thắng. Quý vị nhớ rằng sau khi đã quy y Phật rồi, vậy mà những tháng ngày cuối cùng của Đức Phật thì qua sở thấy vẫn có ý định đem quân sang chinh phạt và xâm lăng xứ Quách Chi, tức là có cái kinh đô về Sa Lý. Và chúng ta cũng nhớ rằng vua Ajatasattu qua sở thấy sau này cũng bị một cái nhân quả, đó là mặc dù nhà vua cuối đời làm rất nhiều việc phước đức, nhưng mà cũng bị xóa ngôi, bị giết bởi người con trai của mình. Ngày xưa qua sở thấy đã giết cha là Bình Sa Vương đoạt ngôi, thì cái nhân quả đó sau này qua sở thấy cũng bị con trai mình giết, mặc dù mình rất là thương đứa con trai đó. Và khi mà chúng ta đọc lại những cái trang sử cũ đó thì chúng ta thấy rằng những cái cảnh mà tan thương dâu vẻ, máu đổ thịt rơi của nhân loại đó, nó phần lớn phát xuất từ sự hiếu thắng của những kẻ có quyền, những kẻ có thế lực, những kẻ có binh hùng tướng mạnh. Khi trong lịch sử nhân loại có được những vị vua như là vua A Dục,
khi mà đem quân vào Kalinga thì thưa quý vị, nhà vua bàng hoàng chợt nhận ra rằng cái gọi là chiến thắng của mình là gì? Chiến thắng của mình đó là một cái cảnh tượng trước mắt, hằng bao nhiêu nhà cửa bị đốt cháy, hằng bao nhiêu người chết chóc, máu đổ thịt rơi, hằng bao nhiêu đau khổ của gia đình, mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất con. Và từ cái cuộc chiến Kalinga đó, thì vua A Dục đã nhận ra cái mặt trái của cái gọi là vinh quang chiến thắng đó, nó chẳng vẻ vang chút nào hết. Chúng ta cũng nghe vua Trần Anh Tông, và vua Trần Anh Tông và nhiều vị vua đời nhà Trần đó, khi mà đã chiến thắng quân Mông Cổ đó, thì người ta làm một cái danh sách. Danh sách này là danh sách của những người trong hoàng tộc họ Trần, như Trần Ích Tắc chẳng hạn, đã từng to rập với quân Nguyên, được quân Nguyên dàn dựng lên thành một cái chế độ bù nhìn, và đã có nhiều hoàng thân, nhiều triều thần đi theo. Họ lập cái danh sách như vậy để tâu lên nhà vua, nhưng mà nhà vua liền cho ra lệnh đốt danh sách đó, đốt bỏ, để làm một cái cuộc gọi là ân xá mà không cần truy cứu. Thật ra thì những cái chuyện này chúng ta rất ít khi mà chúng ta tìm thấy trong lịch sử nhân loại. Con người chúng ta thì chỉ là hơn thua thôi. Ít khi nào chúng ta nhắc đến sự hồi tâm của vua A Dục, ít khi nào chúng ta đọc lại những chuyện xưa của cha ông mình đền Đinh Lê, đền Lý Trần, thời đại mà Phật giáo cực thịnh. Các vị vua rất là sáng suốt, đi vào trong nhà tù, thấy các tù nhân lạnh lẽo cũng biết xót thương. Tại nhà vua thương dân giống như thương con. Chúng ta nghĩ như vậy. Mà con người chúng ta đó, mình gọi là hiếu thắng, thích đấu đá, thích đánh đống, thích hơn người khác. Mà mình nghĩ như vậy là hay, như vậy là giỏi. Và chúng ta cứ nghe hoài. Chúng ta nghe hoài, thậm chí chúng ta nghe một cái chữ mà một cái thành ngữ mà người ta nói rất là đẹp, mà người ta nói đi ra lại gọi là chính nghĩa tất thắng. Thật ra chẳng có gì tất thắng hết. Nó chỉ là sự điêu tàn, nó chỉ là hận thù. Những người nào mà đã làm được cái gì đó, mà những người đó gây không biết bao nhiêu đau thương hận thù cho dân tộc, cái vết thương đó vẫn tiếp tục rỉ máu, chưa bao giờ mà lành lặn á. Mà người đó nghĩ là chiến thắng đó, thì thật ra người đó không có ý thức gì hết. Bây giờ chúng ta nói với nhau đi, chúng ta sống trong một cộng đồng, một ngôi chùa, một gia đình, mà mình gây bao nhiêu đổ vỡ hận thù, kẻ đông người Tây xa mặt cách lòng với nhau vì cái sự quan trái, mà lúc đó mình hả hê, mình nói đó là chiến thắng. Thật ra nếu mà ngồi nghĩ lại, nó mới chiến thắng. Cái đó chỉ là tang thương, cái đó chỉ là phiền lụy, cái đó chỉ là khổ đau. Và đó, cái đó là điều mà Đức Phật dạy rằng thắng thì nuôi, thắng thì sanh hận thù, mà bại đó thì rất là khổ đau thù oán. Nên nếu chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta nên thường xuyên tu tập cái tâm vi mẫn. Dạ. Cái tâm vi mẫn là sự cảm thông sâu sắc về cái khổ cuộc sống. Và nếu chúng ta thường quán tưởng về cái sự khổ đau của kiếp người, của kiếp nhân sinh ấy, thì chúng ta không muốn khổ đau và chúng ta cũng không muốn gây khổ đau cho ai hết. Chúng ta làm thế nào đó mà mỗi một lần ta nghe bất cứ ai mà bị thiên tai, bão lụt, chiến tranh, thì chúng ta có đủ cái sự bình tâm trong một phút thôi. Mình mong cho người khổ sinh hết khổ, nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Tại vì nếu chúng ta có tu được cái tâm bi ấy, thì chúng ta mới giảm thiểu được cái tâm hiếu thắng. Tại tâm bi ấy là mình cảm thông cái khổ người khác và không muốn cho ai khổ. Và giảm đi sự hiếu thắng ấy, là chúng ta giảm đi ác nghiệp. Đa số cái ác nghiệp, đa số sự nông nổi, đa số sự manh động trong đời sống chúng ta, nó đến từ sự tàn nhẫn, nó đến từ sự thiếu tâm bi mẫn. Một khi mà mình muốn hơn người khác là mình không có tâm bi mẫn rồi. Có người mình có cái này mà đôi khi mình không có để ý, thưa quý vị, là không phải trong cái luân hồi lúc nào mình gặp Phật Pháp đâu. Không phải lúc nào mình cũng nói là mình không sát sanh đâu. Mà chúng ta sanh ra đời
chúng ta thường sống với bản năng, là bản năng là muốn tranh danh đoạt lợi, và do sự tranh danh đoạt lợi thì chúng ta sẵn sàng, và chúng ta sẵn sàng hạ nhục người khác, sẵn sàng đánh gục người khác, sẵn sàng để làm bất cứ thủ đoạn nào để thắng người khác, và nói một cách khác là sẵn sàng làm không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu ác nghiệp. Bởi vì một cái người mà có học Phật pháp á, mà chúng ta có thương Đức Phật, có kính Đức Phật, và đặc biệt có tin Đức Phật á, thì chúng ta phải đặt lại vấn đề. Ở trong cuộc sống chiến thắng không phải là một cái giá trị tuyệt đối. Thật ra trong cả cái xã hội Tây Phương và các tôn giáo khác đó, bị một điều sai lầm là họ quá say mê với chiến thắng. Họ quá ham hố trong cái việc thống trị cả trái đất này, muốn làm chủ cái thiên hạ. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng không ai thống trị trái đất này hết. Và thật sự nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Phật á, thì chúng ta hiểu rằng ai mà muốn chiếm hữu cả trái đất này đó, thì đó là đổ rất là bệnh hoạn. Tại vì thế gian này nó không thuộc về ai hết. Và nếu chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy đó, thì cái sự chiến thắng á, nó không có vinh quang chút nào hết, mà nó gây ra hận thù. Có thể chúng ta không tin. Chúng ta có những cái hình tượng như là Khải Hoàn Môn, chúng ta có những buổi diễn binh để phô trương sức mạnh của mình, để cho thấy mình chiến thắng. Chúng tôi thưa quý vị rằng, có một cái dân tộc mà có thể nói lên ý nghĩa này rất là nhiều, đó là dân tộc Nga. Chúng ta đến nước Nga, chúng ta nghe về cái quảng trường đỏ ở Điện Cẩm Linh. Chúng ta nghe những cái cuộc diễn hành rất là quy mô với bao nhiêu binh lực. Nhưng mà xuyên suốt trong dòng lịch sử Nga đó, thì thưa quý vị, đầy dẫy khổ nạn. Khổ nạn nhiều lắm. Nước Nga đã có những thành tựu lớn về khoa học, kỹ thuật, về chế tạo vũ khí. Nhưng mà thật ra nước Nga là một đất nước rất thống khổ. Và vị nào đã đọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy đó, thì thưa quý vị, đó chỉ là một phần rất nhỏ nói lên cái thảm trạng của một quê hương mà ở trong đó người ta quá điêu linh nên vì cái sự hơn thua thắng bại, hận thù. Và chúng ta thấy nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng vậy. Bây giờ sự hiển diện một cái điều chúng ta là dân tộc Đức, có ai trong chúng ta mà phủ nhận rằng đó là dân tộc rất giỏi về kỹ thuật, rất là tiến bộ về khoa học kỹ thuật? Nhưng mà cả hai cuộc thế chiến thứ nhất, thứ hai đã mang lại cho họ cái gì? Bao nhiêu tang thương trong cuộc sống. Thật ra Đức Phật, Ngài chỉ có Đức Phật. Đức Phật, chúng tôi nói câu này, chúng tôi không bao giờ ngại miệng, mà chúng tôi đã khẳng định là chỉ có Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta đó. Ngài nhắc tất cả chúng ta một điều rằng, thắng thêm lưu giữ hận thù, khổ đau kẻ bại, ngàn thú khổ sâu. Chúng ta phải hiểu rằng cái bản năng hiếu thắng đó là cái bản năng muôn thuở của con người. Và cái bản năng hiếu thắng đó đó, nó đã tạo nên không biết bao nhiêu bi kịch của nhân loại, không biết bao nhiêu khổ nạn chúng ta. Và khi nào đó mình hơn người khác cái gì, mình đừng có cười. Mình hơn người khác cái gì, mình thắng thế người khác cái gì, đừng có sung sướng. Tại vì thứ vì cái cười đó, cái sung sướng đó, nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều hệ lụy, nhiều lắm. Ở trong bài kinh này á, thì nó có một hình ảnh rất là đẹp. Mà nếu chúng ta để ý là Đức Phật Ngài dạy rằng vua Vasenadi là người có được bản lành, thường lui tới với các bậc thiện trí. Và trong sớ giải nói rằng trong đó có Ngài Xá Lợi Phất. Vua Vasenadi đã làm một việc mà nếu việc này mà các quốc gia, các chế độ mà học được thì quả thực rất là tốt. Thưa quý vị, đó là chiến thắng vua A-sa-thế rồi, không giết vua A-sa-thế. Dễ quá mà. Một vị vua bại trận nằm trong tay của mình, mà vị vua đó là vị vua mà dân chúng không ưa, vị vua đó là người có nhiều nghiệp ác, vị vua đó là vị vua trẻ tuổi, thời đó gọi là hôn quân vô đạo, mà đem mà chặt đầu dễ quá. Nhưng không, nhà vua vẫn lưu tình và hạ thủ, nhưng mà lưu tình là cho tịch thu tất cả cái toàn bộ xa binh, mã binh, bộ binh vân vân, tịch thu toàn bộ, nhưng mà tha mạng cho vua sẽ thấy trở về. Và sau này thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ đọc một bài kinh. Ở trong bài kinh nó nói về hoàng hậu Marika sanh một cô con gái là công chúa Vajira, và
sau này thì vua Ba Tư Nặc đã gả cái đứa con gái đó cho vua A Xà Thế. Dạ. Và vua Xà Thế thì thưa quý vị được cảm hóa do cái thái độ của vua Ba Tư Nặc. Câu chuyện đó chúng ta sẽ kể sau, nhưng mà đại để đó là vua Ba Tư Nặc là một vị điên trưởng có nhiều tuổi đời và lại có cái tâm rộng hơn. Cái tâm lượng rất là quan trọng. Chúng ta sống đời này đó, không phải là mình có nhiều tiền là mình hay đâu. Không phải là mình ở thế thượng phong là mình hay đâu. Mà quan trọng cái tâm lượng mà có rộng hay không. Cái tâm lượng mà rộng hay hẹp đó ở chỗ là mình có khả năng bao dung tha thứ hay không. Vua Ba Tư Nặc đó, mà nếu mà không có thân cận với bạn lành, không được nghe pháp, mà bằng cái tính của hiếu thắng như vua Xà Thế, thì thật ra nước Cô Sa Lá và nước Ma Ca Thá, tức là Ma Kiệt Đà, Xín Kiều Tát La, đã hỗn chiến với nhau đã bao nhiêu là tắm rồi. Nhưng nhà vua lòng nghĩ cử là tha mạng cho vua A Xà Thế. Sĩ gia Will Duran đó, khi mà ông viết quyển bài học lịch sử, ông có nói rằng có một điều mà lịch sử dạy cho chúng ta thấy rằng xuyên suốt ở trong dòng thời gian từ khi nhân loại bắt đầu có viết những trang sử mà chúng ta gọi là tính sử cho đến bây giờ đó, thì tất cả những điều tránh tà, thắng bại hay dở, tất cả đều tan lùi theo thời gian hết. Cái câu nói đó đó, của sĩ Will Durant nhắc chúng ta một chuyện là nếu chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của mình 5 năm, 10 năm, 20 năm, những gì mà chúng ta cảm thấy rằng hơn người, thua người, những gì mà thành công hay thất bại, thưa quý vị, nó chỉ là một thoáng qua thôi. Tất cả là một thoáng qua. Nó cũng giống như là thời tiết ở tại Houston, nơi chúng tôi ở. Cách đây mấy ngày, ngày mùng 1, thưa quý vị, trời rất là ấm. Chúng tôi mặc cái áo mỏng đi ra ngoài phía sau thôi. Mà ngày hôm sau là trời trở lạnh. Ngày hôm nay chúng tôi ra bên ngoài đó, mặc dù trời trong nắng ấm, nhưng mà rồi nhiệt độ rất là lạnh. 34 độ là phải mặc áo ấm. Cái chuyện mà nắng mưa đó là chuyện nó vốn xảy ra như một sự tuần hoàn. Và trong cuộc sống này, chuyện mà khen chê, vui khổ, đặng thất, binh dục, và đặc biệt là chuyện thắng bại đó, nó không bao giờ là những giá trị vĩnh cửu. Mình cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hôm nay mình thắng, ngày mai bại. Hôm nay cổ phiếu lên, ngày mai cổ phiếu xuống. Hôm nay một cái đế quốc, một cái thế lực ra đời, một cường quốc ra đời, ngày mai có một cường quốc khác thay đổi. Mà chúng ta nghĩ là nó vĩnh viễn không có. Và khi quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã đó, mà chúng ta sống, thì chúng ta sống đúng với Phật Pháp. Còn chúng ta sống mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi mình thắng người, mình hạnh phúc, mình hơn người, mình hạnh phúc là vì mình có thể chiếm đoạt được của người đó, thì không có chuyện đó. Tại Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cuộc sống nó có cái luật về đàn hồi. Và mình hại người thì người hại lại mình. Mình thắng người ta thắng lại mình. Mình chửi người ta chửi lại mình. Đây không phải là điều mà chúng tôi nói đâu. Quý vị đọc kỹ lại trong bài kinh Đức Phật dạy điều đó. Dạ, tại vì sao? Tại vì đó là cái sự phản ứng tự nhiên cuộc sống. Không có ai mà đánh người khác, người khác không đánh lại. Không ai chửi người khác không chửi lại. Mình nghĩ như vậy rất là nông nổi. Chúng ta đã nông nổi tại vì chúng ta không vừa xét lại điều đó. Và nếu chúng ta chịu khó bình tâm đọc lời Đức Phật dạy, thì một chúng ta có đủ cái sự bình tâm để nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành, nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, và nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sẽ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình sống an lạc hơn, mình sống gần với Phật Pháp thì mình được lợi lạc nhiều hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Tứ Ân Bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính dâng quý ngài đã vào Room để thuyết giảng. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thà Gia. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu.
hiệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.